Cụ ông 70 tuổi cưới vợ đáng tuổi cháu, nhan sắc của cô dâu khiến nhiều người kinh ngạc. Nhiều người thường nói rằng tình yêu là không phân biệt tuổi tác, tôn giáo hay quốc tịch. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều chuyện tình của cặp đôi đũa lệch vẫn bị không ít người chỉ trích. Mới đây, một cô dâu đã công khai thể hiện tình cảm của mình dành cho chồng trên mạng xã hội. Nhưng thay vì nhận được những lời chúc tốt đẹp thì cặp đôi lại bị ném đá tả tơi. Bởi lẽ cô dâu này vừa đón sinh nhật thứ 30 vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Trong khi đó, chồng của cô đã 70 tuổi, tức hơn cô tới 40 tuổi. Theo truyền thông địa phương đưa tin, cô dâu mới này tên là Sodameng và chồng của cô tên là Shi Songbang. Không chỉ chênh nhau tới 40 tuổi, cặp đôi ông cháu này còn khiến cộng đồng mạng chú ý hơn khi khác biệt quốc tịch, trong khi Meng là người Campuchia thì ông Bang lại mang quốc tịch Trung Quốc. Được biết, cặp đôi này quen nhau từ 8 năm trước khi ông Bang tới Campuchia làm việc thông qua sự giới thiệu từ người quen. Cặp đôi phải lòng nhau từ lúc nào không hay, rồi tình cảm cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Trong suốt quãng thời gian 8 năm, ông Bang luôn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm cho người tình bé nhỏ của mình. Cuối cùng, cả hai quyết định dọn về chung một nhà vào hồi tháng 10 vừa qua. Đám cưới của cặp đôi gặp phải nhiều sự chỉ trích từ dư luận. Một số rẻ bỉu Meng vì cho rằng cô là một kẻ đào mỏ, lấy người chồng đáng tuổi ông chỉ vì ham khối tài sản cách xù của ông ta. Trong khi đó, số khác lại tỏ ra ngưỡng mộ, ghen tị với chú rể 70 tuổi vì cưới được người vợ trẻ trung xinh đẹp dù đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Bất chấp người khen kẻ chê, Meng vẫn thường xuyên bày tỏ tình yêu của cô dành cho chồng trên trang Facebook cá nhân cùng những bức ảnh chụp chung giữa hai người. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em cả trong quá khứ và hiện tại, Meng viết. Đời này em chỉ yêu mình anh, em thật may mắn khi lấy được anh. Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng, cảm ơn chồng yêu, Meng Mùi Mẫn viết.